mình được chú bảo vệ dẫn đi vô ổ chim. Cái này là vô đây là chỉ có chú bảo vệ dẫn mới được đi thôi. À, chỗ nó ở đúng không? Nó đi ăn hay là nó ở? À, chỗ nó ăn. Mấy cái chuồng nó cái gì ta? Giờ đâu có nuôi hả chú? À đây đó à. Có cho nó ăn gì không trời? Có chứ. Cá này cỡ nhiêu ký chú? Con này 200. Con này 200 ký á hả? À, có ở trong đó con nữa kìa. Đi, ghê quá, bự ghê. Cá sấu 200 ký. Cá sấu 200 ký. Cá sấu. Wow. À, nghỉ nuôi hả? Cái này mình nuôi là mình nuôi để mình thịt hay là nuôi cái này cho người ta vô đây tham quan chú hồi lúc trước á? Bán luôn cái này thì nuôi tự thôi. À. Dạ. Nuôi giống mình nuôi. Dạ. Đậu rồi ấy vụ thuốc nè. Dạ. Không đâu không ăn. Không đi, không đi từ từ. Chưa tới nữa hả chú? Mình đi bộ vô trong giữa cục nhân luôn nha các bạn. Này nói nhân giữa cũng chưa phải giữa không chú? Chưa. Này mình đi dĩ viền viền ở ngoài thôi. Đây đây. Có mà ít quá. Có lại cái hồ, mình thấy hồ rồi. À là nó có hồ cho nó xuống nó bắt cá đó hả chú? Vụ thuốc. Vụ gì tắt không? Tắt rồi chú. Ê, cái đó cái gì? Ổ mối hả? Ở đây thường có ong mặt rồi không chú? Không à. Mấy cây này chết hết rồi ta. Bị đâm à? Mỗi bữa là nó hay đậu với mấy đì đó thôi chung. Dạ. Gai không? Đi đụng đụng gai dính vô áo luôn. Dạ. Dạ. Hôm nay mình hơi bị xui. Ê có cò mà con, y có cái mà ít. Mình đi vô. Đi xiết xiết đi, nó bay lên nè. Hả? Đi lẹ lẹ đi, nó khúc này có cò nè. Mình đi ngay cái giờ này 3 giờ mấy 4 giờ cũng ít cò. Rồi chú dẫn đi vô trong luôn, tham quan cuốc ở trong luôn. Nhưng mà cò cũng ít thôi. Rồi chú xíu buông ra hết cái đường đi ra luôn. Bữa dưới cái này chạy ăn dữ trời. Dạ.
Ê kìa, gọi sao quay. Ê lẹ lẹ đi anh Tế ơi. Có lẹ lẹ đi, đi lẹ lẹ quay. Có, mình đi chung mình quay mới được. Nó bay hết rồi. Còn dữ lắm, lẹ đi. Lẹ đi. Nó đi trễ, chẳng nó bay sao. Ôi, nó bay hết rồi. Lẹ đi. Bước xuống mé nè. Dạ, trắng nó trên, kìa, xuống dạ. Lẹ đi. Ồ, này này, cái này là cái hồ. Ôi, tôi xin leo không được. Cái hồ để nó ăn. Ô mấy con này ở dưới nước là con gì ta, con bìm bịp hả chú? Con cọc hả? Ô dưới sông quá trời luôn kìa, đó đó đó. Trắng hết trơn á. Dính đâu? Bước lại lại đi. Tức tức quay nhanh tức. Bay hết rồi mới đưa máy. Còn nhóc chứ bay vào đảo rồi chứ xa đâu. Cầm cọc không hả chú? Cọc dạ, nghiệp đủ rồi chứ. Dạ. Hết rồi. Đây nó ghé đây nó ăn cá nè. Đi qua đây nó ăn cá nè. Chiều nó về bển nó ngủ. À. 5 giờ đi về bển. Đó, đó, đó lạng lạng ra thấy không? Quá đẹp. Bay hết rồi. Còn. Hồi đáp lại nữa giờ. Đâu có đi đâu. Chưa về hay chưa về. Nó đảo rồi lại, cò đảo rồi lại. Chủ nó bay hả? Cái gốc đẳng còn bay gì đó, mà ngãy vô chứ chẳng là gốc đó. Em đi là đẳng đó hả? Không có đứng ngay nè, gốc đó còn bay lên mà. Hết rồi. Lấy con đá liền nó được. Liền nó bay rồi hả? Sao liền nổi? Cái hồ biết bị bự. Cái bay đi là đảo rồi, cái đảo lại đáp nữa, nó chưa về bển đâu đó, nó bay lại nữa. Mình nhìn nó bự ghê trời. Không có con gì lạ chứ thường đây có đại bàng rồi không chú? Không đâu. Bùa nông. Có bùa nông hả? Bùa nông đi diễn mấy con vô xích đỏ đó, mười mấy 20 loại vô xích đỏ. Dạ. Đây ăn chim lắm. Đâu có ăn đâu. Đây có tồn đâu ăn. Không cho ăn. Ăn quá cả tù chết rồi. Con diễn vô xích đỏ là tù 7 năm nó phạt 10 triệu đó. Ủa rồi mình ăn lén. Rồi hết rồi. Ai đi hết rồi. Có dốc này anh xuống không được. Hết rồi. Đi đang dốc thẳng được. Nó đáp lại giờ, nó hồi nó quay lại giờ. Đứng chút thôi, đứng chút thôi. Ở đây cá gì dưới này chú? Cá này mình nuôi hay là nó thiên nhiên chú? Nuôi, với thiên nhiên nó đẻ cái này, cá lóc đồng. À, đây với lại ở đây nước ngọt hả chú? Ờ, nước ngọt á, nó về qua đây nó ăn nè. Dạ. Cá này mình ở đây mình có bắt ăn đâu được không? Được. À cá thì mình ăn được, cò thì ăn được thôi. Dốc này đặt kia xuống được không? Hết trơn rồi. Nó có bên đó kìa, nó còn bên đó, nó đang đáp xuống bên đó kìa. Đi qua bển cá được. Bển đi đâu tới. Không, bây giờ mình ngồi đứng đây không phải đứng đây nó thấy nó xuống chứ hồi nó đã đảo một vòng đáp hồi về trở lại nó ăn tới 5 giờ nó mới về bển rồi. À 5 giờ nó mới bay về bển. Về cái chỗ hồi nãy con đứng coi đó hả chú? Ở đây đi ăn ở đây ít thì số đi lúc mà chơi ngoài vô cát dùng nó chơi nó bay về. Chiều nó bay về trắng nó chơi như nãy bay đàn đàn vậy đó. Dạ. Cái dạng nó chia dùng không? Chia dùng. Hồi nãy chú nói là cái diện tích mình ở đây là nhiêu chú? 130 hecta. 130 hecta. Vẫn còn đứng một cọc. Còn đó, đó lên ít à, còn mấy con. Ủa? Ok. Cái này chỉ có chú bộ về mới đuổi được thôi, chứ mình đuổi là bị bắt liền. Hết rồi. Con đã xuống rồi, hết xuống rồi. Mà quay này, quay lại dính không? Dính ít rồi chú. Cái này phải có cò trắng đâu ha. Cò trắng là có mấy con này, con gì kêu con gì? Con cọc. Con cọc. Bùn nông.
Còn trắng là chỉ có ở khu bên kia không hả chú? Ở đây cũng có nữa mà nó đi bay lên hồi nãy đi chỗ khác chứ đây bữa cỏ trắng nhiều lắm. Dạ. Cỏ trắng này nước cạn cạn mới có, nó mới xuống dưới này nước sâu quá. Không, nó đứng lên nè. Chà là hả chú? Ờ, chà là đó, nó là mẫu rộng á. Tổ nó đẻ trong này nè. Ủa nó là mẫu này. Chà là cái ổ gì? Chị chim bên bển nó là mẫu nó ổ trong đó. Vậy mà nãy giờ con nói cái cây gì không? Con đâu tưởng cây dừa gì không à? Nó vô mã lát vô nè. Nó thích nghi môi trường cây chà là nè. Dạ. Ủa cây này có trái có gì không chú? Có à? À vô. Đi bộ xa quá mà quay được có chút. Trải nghiệm trong rừng chim nha. Săn chim Bạc Liêu. Cái ổ mối không? Đằng kia thấy có cái ổ mối á. Chú ở Sài Gòn hả? Phải không? Ờ, chú ở Sài Gòn hả?